Hôm nay thì rất vui được có dịp cùng với HTV có một cái buổi giải đáp những cái thắc mắc của khán thính giả liên quan tới việc vaccine COVID-19. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 đã gây ra hậu quả nặng nề trên toàn thế giới, thì sự ra đời của vaccine COVID-19 lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và vaccine ngừa COVID-19 là chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm. Thưa bác sĩ, vì sao vaccine được xem là giải pháp để khống chế COVID-19? Tiêm ngừa vaccine COVID-19 nó giúp cho cơ thể mình phát triển cái hệ thống miễn dịch, tạo ra kháng thể chống lại cái con virus COVID-19. Và khi mà mình tiêm chủng diện rộng trong cộng đồng, nó sẽ góp phần ngăn chặn cái sự lan rộng của con virus. Thì mình cứ hình dung ra, nếu người nào cũng đã được tiêm chủng, khi cái con virus vào cơ thể thì nó sẽ bị cơ thể đó đã có kháng thể sau khi chủng ngừa, nó loại bỏ đi trước khi là cái con virus nó có điều kiện để nó lây nhiễm ra qua những cái người xung quanh. Đó là cái lý do mà người ta đang hy vọng rằng là với một cái chiến dịch tiêm ngừa mở rộng trên diện rộng chiếm trên 70% cộng đồng, thì mình có thể làm giảm được cái sự lây lan, giảm được cái sự phát triển của đại dịch COVID-19 và thậm chí có thể chấm dứt được cái đại dịch này. Bác sĩ cho biết các tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đầu tiên hết thì tôi xin đề cập tới các phản ứng phụ mà phổ biến, có nghĩa rằng là nó có thể gặp ở trong, ví dụ trong 10 người thì mình có thể gặp ở trên từ 1 đến trên 1 người. Ví dụ đó là những cái phản ứng phụ như là đau, sưng ở tại chỗ chích, hoặc là mình có một cái cảm giác như là không khỏe, giống như là mình bị cảm cúm vậy đó. Ha, mình mệt mỏi, hoặc là mình ớn lạnh, hoặc là mình cảm thấy sốt. Có một số người thì than là đau đầu, buồn nôn, hoặc là đau khớp, đau cơ. Một cái nhóm thứ hai là tác dụng phụ thường gặp. Thì cái này mình gặp dưới 1 trên 10 người. Thì thường thường là nó gây phản ứng là mình sưng đỏ mà nổi cục lên ở tại chỗ tim. Hoặc là mình sẽ bị sốt rất là dữ dội, hoặc là mình bị rối loạn tiêu hóa, bị tiêu chảy. Và cái triệu chứng mà giống cúm của cái nhóm 1 đó, thì ở cái nhóm 2 này nó nhiều hơn. Nó làm là sốt cao, đau họng, chảy nước mũi, rồi ho, rồi ớn lạnh nhiều, nặng, làm cho bệnh nhân có thể khá là lo lắng. Một cái nhóm thứ 3 là các cái tác dụng phụ hiếm gặp. Thì nó gặp ở trong khoảng 1 đến 10 người tiêm. Trong đó nó có chóng mặt nè, có chán ăn nè, có đau bụng nè, có nổi hạch nè, có đổ mồ hôi nhiều, hoặc là có phát ban chẳng hạn. Một cái nhóm cuối cùng là cái nhóm tác dụng phụ rất rất hiếm gặp, đó là sốc phản vệ nè, rồi viêm cơ tim nè, rồi bị triệu chứng của đo rối loạn đông máu, hoặc là bị các cái dấu hiệu của viêm dây thần kinh mà trong y khoa người ta gọi là hội chứng Guillain-Barré. Thì cái này nó rất là hiếm gặp, tỷ lệ nó rất rất thấp. Sau khi tiêm vaccine, người dân cần phải theo dõi sức khỏe như thế nào và theo dõi trong bao lâu? Trên nguyên tắc là ngay sau khi tiêm ngừa thì người dân nên ngồi lại ở cái nơi tiêm chủng trong vòng 30 phút để mình theo dõi sinh hiệu và xem coi có những cái dấu hiệu phản vệ sớm hay không. Nếu không có các cái dấu hiệu này sau 30 phút thì người dân mình có thể được về nhà. Khi về nhà thì trong vòng 24 giờ đầu và tốt hơn là trong vòng 7 ngày đầu thì mình cũng nên có những cái sự chú ý, ví dụ như là theo dõi thân nhiệt. Nếu như có sốt á, thì mình có thể dùng các cái thuốc hạ sốt thông thường như paracetamol, và chú ý là phải uống nước đầy đủ, mặc đồ thoáng mát. Điều quan trọng là mình đừng có nên đắp bất cứ thứ gì lên chỗ tiêm hết.
Nếu có đau, khó chịu ở chỗ tim thì mình có thể sử dụng cái cánh tay đó, cử động nó một chút xíu thì nó sẽ qua đi cái cảm giác khó chịu hay là đau của cái vùng tim chích. Trong vòng 28 ngày sau khi tiêm ngừa, khi có các cái dấu hiệu nguy hiểm này thì bà con mình nên tiếp cận cái đội cấp cứu lưu động càng sớm càng tốt, hoặc là đưa tới một cái cơ sở y tế nào đó gần nhất để mà có cái biện pháp theo dõi và xử trí cho nó kịp thời. Những cái dấu hiệu báo động đó là gì? Là khi mà mình cảm thấy rằng là mình tê quanh môi, mình cảm thấy rằng là cái họng của mình nó ngứa và nó cứng, giống như nó phù gì ở phía bên trong, nó làm cho mình khó nuốt. Rồi nó làm có những cái biểu hiện mà phát ban ở ngoài da, hoặc sốt cao trên 39 độ trong nhiều ngày, 3 đến 7 ngày chẳng hạn, mà không có giảm với các cái thuốc hạ sốt thông thường. Hoặc là bệnh nhân có thể, nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu là khó thở, khò khè, có những cái tiếng rít, hoặc là môi tím, đầu chi tím, hoặc là mình sẽ có những cái dấu hiệu ví dụ như hồi hộp, đau tức ngực, khó thở, hoặc là mình chóng mặt, mệt mỏi rất là nhiều, muốn té, hoặc là có thể là đau ở một cái vị trí nào đó rất là dữ dội mặc dù là nó không có sang chấn gì cả, thì đây là những cái dấu hiệu báo động mà mình người sau khi tiêm chích trong vòng 28 ngày đầu mình cần phải thận trọng. Hiện nay, một số người dân lo ngại việc tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể để lại tác dụng phụ và từ chối tiêm chủng. Thậm chí một số trường hợp cho rằng họ bị nhiễm với COVID-19. Thưa bác sĩ, thông tin này nên hiểu như thế nào? Có trường hợp nào không tiêm chủng vẫn tốt hơn không? Không tiêm ngừa vaccine COVID-19 thì đương nhiên là nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn, có thể diễn tiến tới nặng hoặc là ảnh hưởng tới tính mạng, có thể đi tử vong luôn. Và một cái chuyện nữa rằng là mình không tiêm ngừa vaccine, không những là mình không bảo vệ cho mình mà mình còn gây hại cho cộng đồng. Vì vậy mà cái tư tưởng bài xích hoặc là sợ tiêm ngừa vaccine COVID-19 cần phải được xóa bỏ trong cái cộng đồng. Cái câu khuyên của bác sĩ đó là bà con mình nên đi tiêm ngừa vaccine càng sớm càng tốt. Và trong cái điều kiện nguồn lực vaccine còn khá là khan hiếm ở tại Việt Nam, cái vaccine nào tốt nhất chính là cái vaccine mà đang có sẵn ở trong tay. Vì vậy khi được mời đi tiêm ngừa vaccine, bà con mình nên đăng ký tiêm ngừa vaccine đầy đủ. Càng sớm càng tốt, mình bảo vệ bản thân mình cũng là mình bảo vệ cộng đồng. Nếu mà không tiêm ngừa vaccine, mình không tạo được một cái miễn dịch cộng đồng rộng rãi, thì cái đại dịch nó sẽ còn kéo dài lâu, đời sống sinh hoạt của bà con mình sẽ còn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái chuyện di chuyển, những cái mong muốn đời thường của mình sẽ bị hạn chế chỉ vì cái đại dịch COVID-19 này. Và nếu mình chích ngừa đầy đủ, chính là mình đang góp phần làm cho cộng đồng của mình được an toàn và mình mau chóng trở lại một cái cuộc sống bình thường nhất. Thưa bác sĩ, vì sao một số quốc gia dù đã tiêm ngừa cho tỷ lệ lớn dân số vẫn chứng kiến ca nhiễm tăng mỗi ngày? Theo bác sĩ thì Việt Nam chúng ta rút ra bài học gì cho thời gian sắp tới? Mình phải xác định rõ là vaccine không phải là một cái cứu cánh 100%. Chưa kể rằng là vaccine mình được chưa có tiêm chủng mở rộng trên 70% thì miễn dịch cộng đồng có khi cũng chưa đạt được. Vậy cho nên là dù là đã có vaccine rồi thì mình cần phải lưu ý rằng là cái nguy cơ dịch bùng phát trở lại nó vẫn rất là cao nếu như mà mình không tuân thủ giãn cách xã hội, không tuân thủ các cái biện pháp phòng hộ cá nhân như là cái khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế đã đưa ra. Và một cái chuyện nữa rằng là cái con SARS-CoV-2 này nó cũng có những cái biến chủng. Và những cái biến chủng này nó có thể làm cho cái sự lây lan trở nên nhanh chóng hơn và đôi khi nó cũng có thể làm giảm cái hiệu quả của cái việc chủng ngừa vaccine mở rộng của mình. Vì vậy cho nên cái lời khuyên của tôi đối với bà con mình đó là không nên mất tinh thần cảnh giác,
nếu đã tiêm ngừa vaccine rồi thì mình vẫn phải tuân thủ cái khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế đưa ra. Chúng tôi xin chúc cho quý khán giả có một cái cuộc sống an toàn và mau chóng quay trở lại cái cuộc sống bình thường qua khỏi cái đại dịch COVID-19 này.